Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh truyền hình ô tô BKTV. Hãy cùng với chúng tôi cập nhật nhanh nhất những tin tức hot nhất 24 giờ qua nhé! Mitsubishi Pajero Sport 2020 được ra mắt tại Việt Nam, đắt nhất 1,345 tỷ. Sau hơn 3 năm có mặt ở thị trường Việt Nam, Mitsubishi Pajero Sport thế hệ thứ 3 vừa được giới thiệu phiên bản nâng cấp. Ở đời xe mới này, Mitsubishi trình làng hai model Pajero Sport Diesel 4.2 AT, Diesel 4x4 AT. Như vậy là Pajero Sport 2020 không còn tùy chọn động cơ xăng và cấu hình máy dầu số sàn. Mức giá lần lượt cho Mitsubishi Pajero Sport 2020 bản máy dầu 1 cầu và 2 cầu là 1,11 tỷ, 1,345 tỷ đồng. So với 7 phiên bản cũ, 980 triệu đến 1,25 tỷ đồng, Pajero Sport 2020 nay đắt hơn 95 đến 130 triệu đồng. Xe được phân phối theo diện nhập khẩu từ Thái Lan. Mitsubishi Pajero Sport mới tiếp tục cạnh tranh ở nhóm SUV 7 chỗ cùng các đối thủ quen thuộc Toyota Fortuner 995 triệu đồng đến 1,434 tỷ đồng, Ford Everest 999 triệu đồng đến 1,388 tỷ đồng, Chevrolet Trailblazer 885 triệu đồng đến 1,066 tỷ đồng, Nissan Terra 848 đến 998 triệu đồng, hay là Isuzu MU-X 779 đến 990 triệu đồng. Ngoài ra, Pajero Sport còn chịu sức ép từ hai dòng crossover Hàn Quốc Hyundai Santa Fe 995 triệu đồng đến 1,245 tỷ đồng và Kia Sorento 1,079 tỷ đồng đến 1,349 tỷ đồng. So với phiên bản cũ, Mitsubishi Pajero Sport 2020 được tinh chỉnh thiết kế ngoại thất, bổ sung danh sách trang bị tiện nghi và tính năng an toàn. Đây có thể xem là sự nâng cấp kịp thời để giúp Pajero Sport tăng tính cạnh tranh trước đối thủ đồng hương Fortuner. Mẫu xe vừa được giới thiệu các phiên bản mới vào tháng trước. Được thiết kế dựa trên ngôn ngữ Dynamic Zero thế hệ thứ 2, Mitsubishi Pajero Sport 2020 có diện mạo nam tính và mạnh mẽ hơn. Mặt ca lăng mở rộng với 3 thanh kim loại nằm ngang sơn màu bạc, hai dải chrome tạo hình chữ X được thiết kế lại thêm phần sắc sảo. Hệ thống đèn được làm mới, đèn chiếu sáng LED projector nằm sát nắp capo đi cùng đèn định vị LED gãy gọn hơn. Trong khi đó thì đèn xi nhan, đèn sương mù và đèn chiếu góc bố trí ở khoảng giữa đầu xe. Thông số chiều dài chiều cao tổng thể được mở rộng giúp Pajero Sport 2020 trông bệ vệ hơn. Dáng xe mang thiết kế năng động, khỏe khoắn với các đường dập nổi và hốc bánh xe cao giáo. Khung cửa kính được viên chrome bóng cho cảm giác sang trọng. Mâm xe 18 inch mới có thiết kế 6 chấu thẳng trông cứng cáp hơn. Đôi xe không có sự thay đổi nào đáng kể. Chi tiết đáng chú ý nhất là cụm đèn hậu đặt dọc được thiết kế ngắn lại và dải LED đồ họa cách điệu từ chữ P cũng hiện đại hơn. Hai chi tiết giúp tăng thêm tính thể thao cho xe, có đuôi lướt gió cỡ lớn và anten vây cá mập. Mẫu Pajero Sport trong bài viết được trang bị bộ phụ kiện chính hãng gồm ốp cản trước, ốp hốc bánh xe và ốp cản sau. Mitsubishi Pajero Sport 2020 có kích thước dài nhân rộng nhân cao, tương ứng là 4.825 x 1.815 x 1.835mm, chiều dài cơ sở 2.800mm, khoảng sáng gầm 218mm, bán kính quay vòng đạt 5,6m, khối lượng không tải của phiên bản 1 cầu và 2 cầu lần lượt 1.940kg và 2.115kg. Nội thất Pajero Sport 2020 vẫn mang phong cách thể thao kết hợp với sự lịch lãm và tập trung vào tính tiện dụng đặc trưng của Mitsubishi. Các chi tiết ốp trang trí bằng tắp lô, khu vực điều khiển trung tâm, hốc gió điều hòa giữ được nguyên như bản trước. Mitsubishi Pajero Sport 2020 sở hữu vô lăng 4 chấu cách điệu hình chữ X tương tự đời xe trước, tay lái được bọc da, tích hợp lẫy chuyển số, nút bấm chức năng của hệ thống thông tin giải trí và cài đặt các chức năng hỗ trợ lái. Nâng cấp đáng chú ý đầu tiên, bảng đồng hồ tốc độ chuyển sang loại kỹ thuật số hoàn toàn với màn hình 8 inch. Cụm đồng hồ này có 3 giao diện để người lái tùy chọn theo sở thích, thông tin vận hành được hiển thị trực quan và rõ ràng. Hệ thống giải trí trên Pajero Sport mới nay sử dụng màn hình cảm ứng 8 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Nâng cấp này giúp việc sử dụng các chức năng giải trí liên lạc được thuận tiện hơn. Tuy nhiên, hệ thống âm thanh của Pajero Sport chỉ có 6 loa. Trang bị này kém hơn Toyota Fortuner, bản Legender có 11 loa, Ford Everest 10 loa. Một tính năng mới thú vị của Pajero Sport 2020 kết nối với smartphone của ứng dụng Mitsubishi. Với điện thoại thông minh, người dùng có thể tùy chỉnh các chức năng của xe từ xa như khóa mở cửa xe, đóng mở cốp sau, tìm xe trong bãi đỗ. Trang bị này có trên bản Pajero Sport Diesel 4x4 AT. Những trang bị tiện nghi khác có mặt ở Pajero Sport 2020 gồm có điều hòa tự động 2 vùng, có thêm chức năng lọc không khí, camera 360 độ, phanh tay điện tử tự động, giữ phanh tự động, cửa sổ trời, gương chiếu hậu chống chói tự động. Mitsubishi Pajero Sport 2020 được trang bị tiêu chuẩn ghế ngồi bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, model 2 cầu, có thêm ghế hành khách phía trước chỉnh điện, trong khi bản 1 cầu ghế phụ là loại chỉnh cơ. Hàng ghế giữa của Pajero Sport có không gian để chân và trần xe dư giả, phù hợp cho người lớn cao 1m8. Mặc dù có thể thay đổi độ nghiêng tự lưng, tuy nhiên hàng ghế thứ 2 trên chiếc SUV Nhật Bản không thể trượt tiến lùi như một vài mẫu xe đối thủ. Các tiện ích dành cho hành khách có cụm điều chỉnh điều hòa riêng, hốc gió trên trần xe, bệ tựa tay kim hộc để ly, cổng sạc 220V, cổng sạc USB. Hàng ghế cuối đủ rộng rãi cho người cao 1m7, đệm ngồi và tựa lưng có độ nghiêng tốt, giúp giảm mệt mỏi khi đi xa. Khi sử dụng cả 3 hàng ghế, khoang hành lý của Pajero Sport có thể để vừa vài chiếc ba lô hoặc là vali cỡ nhỏ cho chuyến đi ngắn ngày. Khi cần nhiều không gian hơn, người dùng có thể gập hàng ghế cuối theo tỷ lệ 50-50 và hàng ghế giữa theo tỷ lệ 60-40. Bên cạnh đó, Mitsubishi bổ sung chức năng mở cốp dành tay bằng thao tác đá chân để giúp việc mang vác hành lý đồ đạc thuận tiện hơn. Ở đời 2020, Mitsubishi trang bị cho Pajero Sport 2020 động cơ diesel tăng áp 2,4 lít, có công nghệ van biến thiên MIVEC, công suất tối đa gần 180 mã lực ở 3.500 vòng 1 phút và mô men xoắn cực đại 430 Nm đạt tại 2.500 vòng 1 phút. Thông số này thấp hơn khi đặt cạnh các biến thể cao cấp nhất của Toyota Fortuner, động cơ diesel 2,8 lít, mạnh 201 mã lực, 500 Nm, Forester, động cơ diesel 2,0 lít, mạnh 210 mã lực, 500 Nm. Hộp số vẫn là loại tự động 8 cấp, mà phiên bản cao cấp có hệ chuyển động 2 cầu Super Select 2, có khóa vi-sai cầu sau, 4 chế độ gài, 4 chế độ đi địa hình. Các tính năng này thì giúp Pajero Sport có khả năng vận hành linh hoạt và đi đường xấu tốt hơn các mẫu xe cùng phân khúc. Bên cạnh tính năng chống tăng tốc ngoài ý muốn là trang bị tiêu chuẩn, Mitsubishi nâng cấp cho Pajero Sport bản 2 cầu có an toàn chủ động EASSIST với các chức năng hỗ trợ như cảnh báo va chạm tích hợp phanh chủ động, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và kiểm soát hành trình thích ứng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ của chúng tôi, cũng như được cập nhật nhanh nhất những tin tức mới nhất về ô tô các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.